Khoảng 4 giờ chiều ngày thứ Năm, ngày 11 tháng 10 năm 2018, một tiếng nổ lớn và lửa cháy đã phát ra từ căn nhà số 15152 kế bên tiệm Anthony Auto Body and Repair ở trên đường Westage ở bên hông Phước Lộc Thọ, thành phố Westminster. Một người đàn ông có mặt tại hiện trường cho biết là anh đang coi TV ở gần đó thì nghe một tiếng nổ. Anh chạy lại xem thì thấy một người đàn ông mễ tay cơ bị tiếng nổ hất tung ra ngoài. Quần áo của anh bị cháy, sức nổ đã thổi bay mái nhà. Cảnh sát đến ngay và đã cô lập toàn bộ đường Westgate. Các xe cứu hỏa Westminster, Orange và cả Huntington Beach cũng đã đến ứng cứu kịp thời nên lửa đã không cháy lan sang các cơ sở thương mại khác. Có tới khoảng 70 nhân viên cứu hỏa đã đến làm việc và cảnh sát đang điều tra nên chưa biết thêm nguyên nhân của vụ cháy và vụ nổ này. Khu Phước Lộc Thọ có khá nhiều tiệm của người Mỹ gốc Việt và không biết rằng tiệm này có phải là do người gốc Việt làm chủ hay không. Theo chuyên gia người Anh Jeffrey, nếu vợ chồng có khoảng cách tuổi tác quá lớn, hôn nhân của bạn sẽ gặp nhiều rủi ro vì cả hai có nhiều điều muốn quá khác nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, cán cân hạnh phúc vẫn có thể cân bằng nếu cả hai sẵn sàng thỏa hiệp và học hỏi lẫn nhau. Mặc dù vậy, hôn nhân thành công nhất khi cả hai vợ chồng có chênh lệch tuổi tác ít nhất. Hạnh phúc hay sống trong sợ hãi? Ông Trương, cư dân thành phố Westminster, về hưu năm 65 tuổi, buồn vì không vợ, không con. Ông nghe bạn bè giới thiệu về Việt Nam lấy vợ, một cô gái chưa quá 30 tuổi, nghĩa là nhỏ hơn ông Trương gần 36 tuổi. Hơn một năm sau, bạn bè thấy ông quay lại Mỹ, cũng vẫn một mình. Ông kể là cô ấy sanh cho tôi một đứa con, nhưng tiền hưu ít quá, nuôi không nổi cô ấy và đứa con đỏ hỏn. Tôi phải trở lại Mỹ để đi làm, gửi tiền về Việt Nam, chờ ngày bảo lãnh cô ấy sang. Bây giờ ông Trương có niềm vui là đi làm kiếm tiền nuôi vợ trẻ và con thơ. Ông khoe với bạn bè, tôi may mắn kiếm được cô vợ trẻ. Còn ông Quang ở Stanton lập gia đình trẻ với cô vợ nhỏ hơn khoảng 20 tuổi. Ông cho biết, vợ tôi rất bừa bộn, nhưng tôi thích thế, tôi tự giác phục vụ nàng vô điều kiện. Tôi đi chợ, nấu nướng và cùng nàng đi chọn mua những thứ nàng thích. Vợ kêu tôi chả đi đâu, tôi đi đấy. Kể cả những nơi mà tôi ghét đến như là Universal Studio, Disneyland. Cưới vợ trẻ tôi hạnh phúc vì thấy mình cũng trẻ ra. Tuy vậy, không phải cuộc hôn nhân chồng già vợ trẻ như đôi đũa lệch nào cũng hoàn hảo. Mặc dù là gia đình ngăn cản, như ông Dương ở thành phố Garnville nhất quyết lấy cho bằng được một cô Hồng, người chỉ bằng tuổi con gái lớn của ông. Chỉ sau vài năm cơm lành canh ngọt, hôm cô và trẻ tuyên bố ông phải làm sao đi chớ, cứ súng ống đạn dược kiểu ấy, tôi đi theo thằng khác đó. Hiện tại là ông sống trong sợ hãi rằng là một ngày nào đó cô vợ trẻ của ông sẽ đi theo thằng khác. Nếu với ông Quang hoặc là ông Trương cưới được một cô vợ trẻ là may mắn, hạnh phúc, thì ông Dương lại cho rằng mình bất hạnh trong cuộc hôn nhân lệch tuổi này. Chỉ là quan điểm xã hội. Một nghiên cứu kéo dài 13 năm dựa trên cơ sở xem xét dữ liệu của 7.682 gia đình tại Úc với 19.914 người tham gia và tái khảo sát hàng năm với các câu hỏi về sự hài lòng đối với nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống. Nghiên cứu phát hiện ra rằng các cặp đôi có tuổi tác càng gần nhau càng có các quyết định liên quan đến những vấn đề quan trọng của cuộc sống như là con cái, thói quen chi tiêu tương đồng nhau. Điều này giúp họ vẫn tương thích với nhau qua một thời gian dài. Nghiên cứu cũng phát hiện ra những cặp vợ chồng gần tuổi thường dễ dàng vượt qua các cuộc khủng hoảng hơn. Ví dụ khi một người mất việc, khi kinh tế gia đình suy thoái bất ngờ. Cũng theo khảo sát này, những ông cưới được vợ trẻ hơn là những người cảm thấy hạnh phúc nhất. Tuy nhiên, trên Independent, chuyên gia người Anh Cham Bridge cho biết, nếu vợ chồng có khoảng cách tuổi tác quá lớn, hôn nhân của bạn sẽ gặp nhiều rủi ro vì cả hai có những điều muốn quá khác nhau trong cuộc sống. Ví dụ như là một người muốn đi du lịch nhưng người kia đã làm điều đó từ lâu rồi. Mức độ trưởng thành khác nhau có thể tạo ra những khác biệt đáng kể trong quan điểm sống.
Từ đó những tranh cãi, ghen tuông hay bất đồng về tài chính trở nên khá là phổ biến. Tuy nhiên, cán cân hạnh phúc vẫn có thể cân bằng nếu cả hai sẵn sàng thỏa hiệp và học hỏi lẫn nhau. Rõ ràng cả nam lẫn nữ đều cảm thấy hài lòng hơn khi có người bạn đời trẻ hơn. Mặc dù vậy, hôn nhân thành công nhất khi cả hai vợ chồng có chênh lệch tuổi tác ít nhất. Còn theo McInnes giải thích, nếu bạn nhìn vào cuộc hôn nhân theo thời gian, những người kết hôn với một người lớn tuổi hơn mình thường có khuynh hướng giảm sút sự hài lòng về hôn nhân so với những người có bạn đời cùng độ tuổi. Một nghiên cứu của Viện Khoa học Hàn Lâm Max Planck ở Đức cho thấy rằng khoảng cách và độ tuổi giữa những cặp vợ chồng đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với tuổi thọ của cả hai người. Cụ thể là các nhà khoa học đều đồng tình rằng hôn nhân giúp cải thiện tuổi thọ của con người, nhưng nó chỉ áp dụng đối với những trường hợp nhất định, thậm chí là chỉ đối với đấng mày râu là chủ yếu. Một chuyên gia nghiên cứu và cũng là tác giả của dự án này cho biết là anh cùng các đồng nghiệp đã dựa vào hồ sơ bệnh lý của hơn 2 triệu cặp vợ chồng tại Đan Mạch và họ tập trung vào độ tuổi qua đời của những người đã chết, mức độ chênh lệch tuổi tác giữa vợ và chồng. Kết quả thu được cho thấy đối với nam giới, nếu họ kết hôn với những phụ nữ trẻ hơn mình từ 7 đến 11 tuổi, thì tỷ lệ tử vong giảm từ 9% đến 11% so với những người khác. Nhóm nghiên cứu cho rằng đàn ông lấy vợ trẻ hơn sẽ có cơ hội tăng tuổi thọ do nhận được sự chăm sóc của người vợ khi đến tuổi già. Trước đó, suốt một thời gian dài, các nhà khoa học cho rằng vấn đề chọn bạn đời theo sức khỏe có vai trò quan trọng. Những ai lấy vợ trẻ hơn mình đều bị chết sớm bởi thông thường đã trẻ hơn thì sống lâu hơn. Ngoài ra, nhiều người cũng đưa ra giả thiết là chồng hoặc là vợ càng trẻ thì sẽ gây ra hiệu ứng tâm lý và xã hội tích cực đến người chồng hoặc vợ già hơn, chăm sóc đến chồng hoặc vợ tốt hơn và làm cho người bạn đời của mình sống thọ hơn. Lý thuyết này cần phải xét lại khi mà các nguyên nhân ảnh hưởng đến tuổi thọ xuất phát về sự chênh lệch tuổi tác giữa chồng và vợ hoàn toàn chưa rõ ràng và không đơn giản là như vậy. Nói chi tiết hơn, chuyên gia đã nhận định rằng mối quan hệ xã hội giữa nam giới và nữ trong cuộc sống hàng ngày sẽ là yếu tố đầu tiên quyết định về vấn đề này. Thông thường, phụ nữ thường có những tình cảm đặc biệt bên cạnh cuộc hôn nhân của mình. Từ đó, họ sẽ nhận được nhiều sự quan tâm và đồng cảm từ phía bạn bè hơn là người chồng. Dĩ nhiên, nếu họ kết hôn với người cùng tuổi thì vấn đề này coi như là đã được giải quyết. Trong khi đó, nam giới lại không phải là những người có quá nhiều mối quan hệ kiểu bạn bè thân thiết như vậy, nên anh ta còn có xu hướng quan tâm đến vợ của mình hơn. Đặc biệt, những người đàn ông kết hôn với phụ nữ trẻ thường có xu hướng gần gũi người phụ nữ của mình hơn vì họ thường có ý nghĩ về việc chiều chuộng và nâng niu phái đẹp. Điều này dẫn tới việc khi về già thì vợ sẽ có xu hướng chăm sóc chồng một cách chu đáo để anh ta sống được lâu hơn. Chuyên gia cũng kết luận rằng nghiên cứu này không có mục đích chỉ trích những cuộc hôn nhân chênh lệch về tuổi tác. Nó chỉ thể hiện ảnh hưởng của các quan điểm xã hội về hôn nhân sẽ có thể gây ra những hậu quả gì mà thôi. Với nhiều người, tiền có quyền lực vạn năng, tuy nhiên cũng có người không coi tiền là tất cả. Người ta hay nghêu ngao câu là tiền là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý, là hết ý cuộc đời. Nhưng dù có tiền là nặng hay nhẹ thì tiền vẫn là tiền, và tiền tiếp là phải có khi mình sử dụng một số dịch vụ ngoài xã hội, từ quán ăn, nhà hàng đến taxi, khách sạn. Kính thưa quý vị, đây là một quan điểm cá nhân đối với một người nhìn về vấn đề tiền tiếp. Không ai sống ở Mỹ mà không nghe đến chữ tip. Chữ này mà bắt nói tiếng Việt thì cũng không biết nói thế nào cho đúng. Nhưng tip thế nào, tip bao nhiêu là hợp lý thì dường như là không phải ai cũng thông, và tôi cũng vậy. Giữa chừng 10 năm trước đây, có người nói là quy tắc chung về tip khi mà đi nhà hàng là vô tiệm Việt. Nếu đi đông thì cứ tip 1 USD trên mỗi đầu người. Nếu đi một mình thì tip 2 đồng. Vô tiệm Mỹ thì ban ngày tip 10%, tối tiếp 15%, còn đi ăn buffet hay là all you can eat thì chúng ta muốn tiếp cho vui thì tiếp, không thì thôi cũng được. Quy tắc đó có hợp lý không? Điều này cũng chẳng ai có thể xác định được điều này đúng hay sai.
Chỉ biết là giờ có vô tiệm Việt đi nữa thì trong hóa đơn tính tiền cũng đã có tính sẵn luôn dùm mình luôn cái số tiền tip là 15% là bao nhiêu, 18% là bao nhiêu và 20% là bao nhiêu. Không có 10% hiển hiện trên hóa đơn tính tiền. Như vậy là chúng ta hiểu nhầm đó là tiền tip dành cho những cái quán người Việt đương nhiên bị thu đó là từ 15% đến 20%. Mọi người để ý, nếu có gì theo quan điểm cá nhân này không đúng, xin mọi người hãy sửa giúp. Nhưng thực sự, khách có tip theo giá đề nghị đó không lại là chuyện thâm cung bí sử. Theo USA Today thì quy tắc chung để tip cho bồi bàn đó là 15% đến 20% trước thuế. Nhiều người hay quen nhìn vô số tiền tổng cộng để tính tiền tip. 10% khi đi ăn buffet, 1 đến 2 đồng cho người pha chế rượu nếu đi bar. Từ 2 đến 5 đồng cho người đậu xe valet parking, từ 2 đồng đến 5 đồng mỗi đêm cho người dọn phòng khi ở khách sạn và 15 đến 20% cho tài xế taxi và thợ hớt tóc cũng như là thợ làm móng, massage. Có nhiều người thì cho rằng tip là chuyện tự nguyện, muốn thì cho, không thì thôi, không bắt buộc. Nhưng hình như mọi người quên rằng là chính phủ có quy định mức lương tối thiểu dành cho người làm nghề nhận tip và mức lương này khác nhau ở mỗi tiểu bang. Ví dụ như mức lương này từ đầu năm 2017, chính phủ liên bang đã quy định tối thiểu là 2,13 đồng một giờ. Có 18 tiểu bang áp dụng đúng mức này như Texas, Georgia, Alabama, Utah, New Jersey, v.v. Nghĩa là những người làm nhà hàng, tiệm hớt tóc, v.v. ở các tiểu bang này thực sự là sống nhờ tip, chứ lương chủ trả chỉ có 2,13 đồng một giờ mà thôi. Riêng California là tiểu bang giàu nên mức lương tối thiểu cho người làm nghề có tip là 10 đồng đến 10.50 đồng một giờ, tùy theo số người làm trên hay dưới 25 người. Ở Washington là 11 đồng một giờ, Las Vegas, Nevada là 7 đồng 25 sen đến 8 đồng 25 sen trên một giờ. Ở Arizona là 7 đồng trên một giờ, ở Kansas là 2 đồng 63 sen trên một giờ. Ở Florida là 5 đồng trên một giờ. Như vậy nếu nghĩ muốn tip thì tip, không thì thôi là thực sự cũng có vấn đề nằm ở đây. Không biết đúng hay sai, chắc hẳn có lẽ nếu theo lập luận này thì đó là sai. Nhưng quay lại, tại sao đi ăn nhà hàng Việt thì tâm lý người mình hay tip rẻ, còn đi nhà hàng ngoại thì lại tip bảnh hơn? Một số sếp nói rằng đi nhà hàng Việt chỉ tip 15%, còn nếu như đi nhà hàng Mỹ thì tip 18%. Cứ nhìn hóa đơn mà tính thì ra như vậy là cũng thuộc loại tip bảnh, chứ rõ ràng vẫn có sự kỳ thị giữa Việt và không Việt. Có đúng vậy không nhỉ? Nhưng chuyện Tiêu Lâm mà có nick, thực sự có người lập luận rằng đi nhà hàng Việt thường thái độ người phục vụ không tốt nên phải nhận tip ít. Nhưng ngược lại cũng có người lập luận vì khách Việt thường tip rẻ nên không mua được nụ cười của người phục vụ. Không biết đúng hay sai nên cũng chẳng rõ thế nào. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.